Hello mọi người, nhất là các chị gái tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm 2018, năm Mậu Tuất cho tuổi của các chị. Thì nếu như các chị thấy hay, xin vui lòng bấm like và chia sẻ khi xem video, cũng như là comment các cái tuổi, cái ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới. Nếu như mà em thấy cái ngày tháng năm sinh nào mà bình giống như là gần giống với lại cái tử vi phong thủy của tử vi năm nay thì em sẽ không ấy, nhưng mà cái ngày tháng nào mà là hung hiểm nhiều thì em sẽ inbox và trả lời cho các chị, cũng như là tăng cái sự tương tác với nhau để cho chúng ta có cái gọi là cái sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Thì đầu tiên hết thì cái tử vi của năm 2018, năm Mậu Tuất đối với tuổi của các chị là như sau. Mạng á, thì các chị là mạng tam đố mộc, gặp năm Mậu Tuất này là bình địa mộc, cho nên là cùng hàng mộc tốt ha. Sao thì các chị rất là khó khăn, sao thì năm nay khá xấu, đó là sao kế đô. Sao này thì ốm đau và tai tiếng. Hạn thì thiên tinh ha, thị phi tranh chấp, cho nên là chúng ta ha, ở trên ốm đau tai tiếng là tai tiếng, rồi ở dưới là thị phi, cho nên nó rất dễ thị phi. Và vận niên thì là cẩu cuồng phong, tức là chó dại, chó điên, mà chó điên thì nó sẽ xảy ra rất nhiều điều xấu. Địa chi quý với gặp mậu là khắc nhập, hao tốn ha. Thiên can. Còn địa chi là sửu gặp tuất là cùng hàng trung bình. Đúng rồi. Tổng quát là đối với cái xét về tử vi thì chúng ta phải xét về cái thiên tính của cái người này, cũng như là cái vận hạn cả đời của người này tương đối như thế nào, sau đó mình xét từng năm thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Thì như đã nói thì em cũng đã nói sơ với các chị mà tuổi nữ mạng trọn đời này ở trong cái video clip mà trọn đời tử vi của những người sinh năm 1973. Thì các chị là các chị gái mà tuổi Quý Sửu thì có thiên can là mang chữ quý. Mà em hay nói là nam nhâm nữ quý. Như vậy là nó là thuận thời, dễ trở thành người phú quý. Dòng trai thì chữ nhâm thì xứng thân, nữ chữ quý thì cũng sẽ là người xứng thân, dễ thành phú quý. Nếu như mà cái chữ này phải có nhờ thêm cái phước đức của cái trưởng thượng nữa thì nó mới tốt. Đa phần các chị là người có nội tâm phức tạp, nhiều tình cảm, cuộc sống gia đình thường không mấy là vui vẻ hạnh phúc. Do là cái cá tính của mấy chị là trầm bên trong nhiều, khó ai hiểu được, chứ không có thể hiện ra bên ngoài ha. Người các chị là người gọi là nội tâm sâu sắc, con trâu mà ít nói, cái cứ thể hiện cái bên trong nhiều hơn. Rồi như vậy thì là các chị là mẫu người hiền lành, ít tham vọng. Con trâu mà cứ từ từ, sai đâu đó làm cứ từ từ thôi, nên cuộc sống cũng ít có gặp sóng to gió lớn. Công danh sự nghiệp thì cứ từ từ thăng tiến, không quá to lớn, tới thời điểm này cũng không quá to lớn đâu ha. Tuy khó mưu sự chuyện lớn nhưng sẽ tạo được cơ ngơi khang trang và mái ấm gia đình. Đây là một cái điều mà tất cả các người phụ nữ ở các tuổi khác đều phải mong chờ. Tại vì người này họ chậm chậm vậy đó, nhưng mà họ chu toàn mọi thứ ở trong gia đình tốt lắm. Tiền vận, tiền và trung vận á, là đa phần là rất là cực thân. Xa xứ thì dễ làm ăn xin tài lộc, nhưng sự nghiệp cũng bình thường. Và nhưng mà cái vào giai đoạn đại vận, tức là từ năm 45 tới năm 54 á, thì á, là mới mong cái tài lộc kiện toàn, gia đình sự nghiệp mới hưng vượng. Hậu vận nếu biết tích đức á, thì con cháu nên người có nhiều tốt đẹp, tuổi già an nhàn hạnh phúc. Số các chị là số nhờ con cái nhiều hơn là bản thân để mà an nhàn về sau. Tốt ha. Từ bây giờ các tới tuổi này là mình mong muốn con cái là chủ yếu, và em nghĩ là đây là cái thông tin các chị mong chờ nhất. Rồi đó là tổng thể của cái cả năm, cả cuộc đời mình nó là như vậy. Đó là chỉ là em nhắc lại sơ sơ thôi chứ không phải nói nha. Thì đối với năm Mậu Tuất 2018 này thì cái sự nghiệp và công danh nó sẽ như thế nào? Năm Mậu Tuất 2018 á, các chị thì bị sao kế đô chiếu mạng. Đây là sao xấu nhất cho nữ trong các cái sao chủ ha.
cho nên là dễ sinh việc rầy rà, thị phi tai tiếng, công việc thì gặp trở ngại, ốm đau hay tai nạn. Sao kế đô á, thì nó được một cái như vậy, nó là thuộc hành kim. Đối với người mạng mộc á, của các chị á, là kim khắc mộc, là tương khắc mà, kim khắc mộc, cho nên là nó gây cái tác hại ghê gớm đó. Nó phát huy hết cái khả năng cái sao kế đồ lên cái mệnh cái năm này của các chị rất là nhiều. Cho nên là các chị cần nhẫn nhịn nè, không nên tranh thắng mà thiệt thân, vì càng cố gắng càng thêm thiệt hại. Cho nên là các chị nên nhớ nha, năm nay mình sao kế đồ, mà sao kế đồ thì hành kim mình mệnh mộc, kim nó khắc mộc mình nữa, cho nên là cái sao kế đồ nó còn chùm lên nữa, nó còn nặng hơn nữa ha. Bình thường sao kế đồ là đã nặng rồi. Rồi như vậy thì hạn thì hạn của năm thì là hạn thì gặp là thiên tinh, có chuyện liên hệ với công quyền, hồ sơ giấy tờ rắc rối, dễ bị ra nhiều khi vui vui đi ngoài đường mình chỉ cần chạy ló lên chút xíu là gặp cảnh sát giao thông. Số năm nay dễ gặp mấy chú đứng đường lắm nha, cho nên là cẩn thận khi mà lái xe ha. Đúng luật đúng đồ chứ không là coi chừng á. Rồi về tứ trụ á, thì các chị năm nay bị là thiên hư, nhưng mà địa thì lại là địa hòa, công việc làm ăn á, thì sẽ không mấy thuận lợi, tính toán thì dễ bị thua thiệt, nhiều bận rộn lo. Tuy nhiên á, giờ cái địa hòa cho nên là gia đình tình cảm không có bị ảnh hưởng gì cả, vẫn có thể có những cái gia đình vui vẻ như các chị mong muốn ha. Rồi phối hợp về vận niên á, thì lại là cẩu cuồng phong. Đây là một vận niên rất là xấu, khiến cho giao tiếp dễ sinh nóng giận, ứng xử thì thiếu khôn ngoan, đưa đến hậu quả khó lường. Cho nên là năm nay là mình cảm thấy bực dọc trong người thì hít thở để dần xuống, chứ không dần xuống là khỏi chừng ha. Rồi như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành á, mà để luận giải á, thì như đã các ai cũng có biết được thì can mậu á, thì thuộc dương, ngũ hành thì năm nay hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa vận dĩ nhiên nó sẽ phạt ra rất là nhiều những cái đó, thì hỏa vận là năm nay là hỏa vượng. Đối với người mạng ban đố mộc á, là sinh xuất mộc sinh hỏa, mà năm nay cả năm mệnh của năm là bình địa mộc, nhưng nó hợp hỏa nên hỏa rất nhiều, cho nên là bao nhiêu mộc đưa vô nó cũng cháy hết, cho nên là sinh xuất ha có phần rất là bất lợi, đặc biệt là vào hai cái tháng hỏa giữa năm, đó là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi ha. Hỏa rất là vượng, cuộc sống càng thêm khó khăn cả về công việc lẫn sức khỏe, cho nên là các chị cần đề phòng ha, hai tháng tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Rồi như vậy là sao hạn vận niên thì đều yếu kém, phải đối phó với nhiều vấn đề nan giải, vận thế thì cũng không thuận lợi, nhưng không mấy ảnh hưởng về mặt sự nghiệp. Cũng may có địa hòa, gia đình vẫn có nhiều tốt đẹp, tiền bạc vẫn không thiếu thốn. Đây là năm khá xấu đối với các chị về mặt ngũ hành, cần phải nhẫn nại và chịu đựng. Nhưng mà xét về mặt tử vi á, năm Mậu Tuất 2018 á, tiểu hạn lại đi vào bại địa. Cho nên căng ha. Tiểu hạn mà đi vào bại địa là mệt á. Bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ. Mà khi mà vào bại địa là nó có thể còn có khả năng là gia tăng các sự chẳng lành do cái sao hạn xấu gây ra. Đi vào vương địa thì nó sẽ khắc chế cái chuyện xấu, mà đi vào bại địa thì cái chuyện xấu nó càng bợp trao bao trùm lên nữa ha. Cũng may á, là các chị đang trong cái đại vận 10 năm từ 45 đến 54 tuổi, là những năm mà năm tháng này là của trong đại vận á, là sự nghiệp ổn định, gia cảnh thì an vui, nên cũng phần giảm phần khó khăn mà tiểu hạn năm nay mang lại. Cho nên đó là một điều rất là tốt. Cung tiểu hạn á, cung tiểu vận á, thì có hóa khoa tọa chủ, rất là tốt ha, rất có lợi cho tiểu hạn đang xấu. Tự gì á, là mọi người phải biết rằng cái sao hóa cái phúc tinh hóa khoa là một trong những cái phúc tinh mà phải nói là đệ nhất giải thần, có khả năng hóa giải nè, ngăn chặn những việc xấu. Cái phúc tinh này nó đặc biệt là nó hóa khoa này, nó có cái hạt gặp sao xấu là ổng hóa giải cái sao xấu đi, ổng làm cho cái sao xấu nó không có tác dụng nữa. Nó là một điều rất là tốt ha.
chứ không có, mà ông cứ để có tác dụng không là không có hóa khoa là hôm nay các chị thấy ở trên là thấy thấy là em thấy là thấy thấy xong rồi đó. Nhưng mà đều có cái hóa khoa thì nó sẽ phần nào đem lại cái nó hóa giải hết cái ngăn chặn những cái việc xấu. Đồng tọa trong trong tiểu vận á, thì có thiên quan, thiên việc, thiên không là những tác nhân tốt có lợi cho cuộc sống của các chị trong năm đầy khó khăn này. À, có hóa khoa mà có cả thiên không, thiên quan, thiên việc thì đó là một điều rất là tốt ha. À, cho nên là nhiều khi là xét ở ngoài á, thì thấy toàn là xù xì, thấy xấu xí không, giống như trái sầu riêng vậy ha. Ở ngoài gai nhọn lùm lum hết nhưng mà ở trong rất là ngon ngọt, cũng giống như lại như đây. Nhìn tổng thể của ở ngoài thì có cái sao là sao kê đồ toàn là những cái xấu không, nhưng mà rất là may các chị tiểu vận đồ này kia về tử vi đều xấu hết, nhưng mà bên trong có rất nhiều cái tinh quân tốt nằm ở bên trong thì nó cũng phần nào chế hóa được cho ta rất là nhiều ha. Rồi hạn cũng có nhiều phá tinh hay bại tinh, chứng tỏ các chị đang bị nhiều người chống phá, có thể gây trở ngại trong công việc làm ăn cũng như gây tai tiếng tranh chấp. Nếu không khéo nhẫn nhịn có thể phải đưa nhau ra tòa và kiện thưa lung tung ha. Đó, nếu các chị đang làm việc công sở, quan quyền, làm trong nhà nước đó, năm 2018 đó, sẽ là có cơ hội được cấp trên tín nhiệm đề bạt thăng chức. À, nhưng mà do những cái bại tin xấu đó, nên là bị đồng sự là ganh ghét làm giảm uy thế, nên cố gắng chu toàn trách nhiệm, tránh mọi sơ hở để kẻ xấu không khai thác được mà tổn hại đường danh lập trong năm của mình. Tuy rằng năm nay như đã nói mà các chị do dướng cái sao xấu rất là nhiều, cái sao kê đồ, nhưng mà tinh quân ở bên trong nhiều nên là các chị vẫn được cấp trên hay là vẫn được đề bạt, nhưng mà coi chừng ha. Mình như vậy. Nếu các chị gái mà đang hoạt động ở môi trường tự do hay gọi là thương mại mua bán bên ngoài á, phải đề phòng được sự cạnh tranh bất chính, giấy tờ hồ sơ thì phải rõ ràng minh bạch. Đây là năm sao hạn xấu, cẩn thận trong việc dùng người và giao dịch cho nên dễ bị lừa gạt, phản bội, và nhất là không buôn lậu hay làm chuyện phi pháp trong năm nay, rất dễ đi đến quan quyền. Tại vì chúng ta như ở trên đã nói cả năm ha, chúng ta có hạn là thiên tinh, rồi vận niên cẩu cuồng phong, rồi là sao kế đồ, dù gì đi nữa thì những cái đó nó vẫn rất là xấu, cho nên là vẫn đề phòng gì thì tốt nhất ha. Cung mệnh á, thì năm nay có thiên đức, phúc đức hội nhập, dù hạn xấu nhưng tính nhất xấu nhất thì có quý nhân, có quý tinh này á, nhập mệnh á, cuộc sống vẫn có chiều hướng đi lên, chuyển xấu thành tốt. Nếu cứ cố gắng làm việc, các chị sẽ đạt mục đích, nhiều việc được như ý, tài lộc vẫn tăng trưởng. Nên làm thêm việc thiện, đi chùa phóng sanh, làm phúc để chiêu cảm năng lực của các phúc tinh này, cuộc sống sẽ ít khó khăn, dễ dàng vượt qua trở ngại. Năm nay thì chịu khó đi chùa mùng một rồi này kia thì chắp tay được xá hồng Phật, phóng sanh hoặc là làm việc thiện thì cái phúc tinh, cái đức của mình sẽ tạo cho thêm cái phúc tinh, giống như là mình lấy nước mình tưới vô cái cây của phúc tinh đó, thì nó sẽ lớn lên, và nó lớn lên thì nó che chở cho chúng ta rất là nhiều, các chị nhớ nha. Cung tài bạch á, tuy có đại hao hội nhập nhưng lại có nhiều tài tinh hội tụ, tuy khó bảo toàn được cái lợi nhuận, tức là làm ra nhiều nhưng mà cũng sẽ mất đi, nhưng vẫn có phần tích lũy đáng mừng cho các chị vào cuối năm. Tức là vẫn có thêm tiền ha. Nhìn chung các mặt á, thì năm nay sao vận tuy không mấy sáng sủa nhưng tử vi có nhiều phúc tinh, các chị vẫn có nhiều cơ hội tốt để ổn định danh lộc. Cuộc sống dù phải đương đầu với những rối rắm khó khăn nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ, không vì vậy mà thua thiệt. Tuy nhiên đây là năm sao kế đô, một sao mà xấu nhất cho phái nữ, công việc làm ăn thì phải nên cẩn thận, đừng quá tham vọng mong cầu, cứ việc cũ mà làm, cứ đường ngay lối thẳng mà đi, sự nghiệp vẫn có phần thăng tiến. Đặc biệt cẩn thận trong giao dịch tài chính ở những tháng hỏa vượng, tức là tháng 5 và tháng 6. Mọi việc cần minh bạch để tránh chuyện phải đôi co tranh chấp vì đang gặp hạn thiên tinh. Cái hạn này thì hay sinh nhiều chuyện rắc rối năm Mậu Tuất 2018. Đối với các chị sẽ là một năm nhiều khó khăn, nhưng tổng năm
cuối năm tổng kết lại thì sẽ không phải là năm thất bại ha, tại vì bên ngoài thì xù xì nhưng mà bên trong có cái rượu ngon ha. Năm nay là năm sầu riêng của mấy chị em hay nói vui ha. Rồi thì tình cảm và gia đạo của năm nay thì như thế nào? Năm Mậu Tuất 2018 thì như đã nói ở trên, công việc làm ăn nó có nhiều chống phá, nhưng với địa hòa thì gia đình không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Tình cảm gia đình, đời sống vợ chồng thì tương đối yên ổn. Các chị là người đảm đang, xưa nay vốn tính là chịu nhịn nhục ha, chịu nhịn chồng, ít nói cho qua chuyện, nhưng năm nay là dễ sinh nóng giận do cái hạn vận niên cẩu cùng phong. Vợ chồng cũng khó tránh một vài bất hòa, nên giữ lời nói và đừng để buồn lòng cho cả nhà. Khi mà gia đình mình nấy thì con cái cũng sẽ buồn theo. Với sinh vượng phù thì năm nay có lợi thế về chỗ ở, có thể là sẽ có nhà mới và có chỗ ở mới, nhà đất thì dễ khởi tạo thêm. Con cái có nhiều thành tựu, khôi việc khỉ thì báo, có thêm khôi việc khỉ ở bên trong luôn thì báo hiệu nhiều tin vui của con cái, cũng có thể là có cưới gả thêm người. Tuy nhiên với cái đô chiếu mạng, cẩn thận trong việc giao tiếp, đừng gánh vác hay bàn chuyện người, dễ sinh đôi chối tranh chấp, bị mang tai tiếng thị phi không đáng. Đối với các chị đang độc thân, liên hệ tình cảm là năm nay cẩn thận, nhất là những mối tình mới, coi chừng dướng vào những người đàn ông đã có gia đình ha, dễ bị tai tiếng rối ren ảnh hưởng uy tín của công việc. Tuy vậy đây là năm có nhiều cơ hội để gặp được người trong mộng ha, cho nên là mình tìm hiểu mình thấy được ok, ông này độc thân thì mình đến nha, đừng có ấy. Nếu muốn lập gia đình á cũng là việc nên thực hiện, không có đáng cái gì đáng kiêng kỵ trong năm nay hết. Còn về mặt sức khỏe thì năm nay á sao hạn không tốt, đúng không? Vận niên thì bất an, công việc làm ăn thì sẽ xảy ra nhiều biến động do vướng sao kê đô, cho nên nó là sức khỏe vì thế mà bị suy giảm, cần quan tâm đến việc bệnh về nhức đầu này và tim mạch ha. Và như vậy thì mới là yên tâm. Mệnh thì có phúc đức thiên đức nên làm thêm việc thiện, năm nay sẽ sanh thiện tâm rất tốt, họa sẽ lùi ha, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Năm nay do vận niên cẩu cùng phong ha, kê đô như đã nói ở trên nên là rất là dễ gặp tai nạn, gặp mấy chú đội nón ngoài đường, cho nên là các chị lái xe đi đứng cẩn thận một tí xíu thì sẽ không có gì hết. Năm nay bổn mạng của các chị thì gọi là bổn mạng bị yếu, nhưng tuyệt nhiên không có đến nguy, không có nguy vong, tức là không có chết, có bệnh có độ có chạy trước chứ không chết ha, cho nên yên tâm đi, chết khó lắm. Rồi đó là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thì cái này thì sách vở nào cũng có, mọi người ai cũng có thể lần ra đọc được, chỉ có cái là không chi tiết bằng em thôi, chứ còn mà 80% cái thông tin em đưa thì mọi người đều có thể lần ra ở trên mạng được hết. Thì chính vì vậy cho em khác biệt hơn tí, thì em làm luôn cả vận hạn 6 tháng đầu năm chi tiết hơn, để các chị có thể ứng dụng cái tử vi mà mình tìm hiểu được ở trên mạng và từ thông tin từ em đưa ra nãy giờ, để có thể ứng dụng luôn vào cái tháng. Thì mình cả năm lận tháng, một tháng nó 30 ngày nó như thế nào, tháng này khác tháng kia sao. Như hồi nãy ở trên đã nói là hỏa vượng, là tại sao hỏa vượng, là tại sao nó xấu như thế nào đó, thì em sẽ phân tích cho các chị thấy tại sao mà ở trên động năm người ta nói thì cái chỗ đó nó xấu được là như thế đó. Thì đầu tiên hết á, vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 á, thì tháng giêng của năm này là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy, mà chúng ta là mệnh mộc, thủy sinh mộc thì tương sinh rất là tốt à, mạng của chúng ta. Thiên can quý giáp không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi là Sửu Dần ha, cũng vậy, tự chủ bình hòa nhau, không hình hại, không xung khắc mà cũng không tương hợp nhau. Như vậy mà nếu như mà các chị nói thì tháng này chúng ta được mệnh tương sinh, mà như đã nói là bổn mạng tương sinh là sức khỏe tốt.
Thứ hai nữa là cái điểm cái tương tự nè, mình được cái thằng này nó tưới nước mà mình, cái cây mà được nó tưới nước mình, cây mình lớn lên thì bổn mạng mình nó lớn lên, thì nó sẽ đồng thời nó thúc đẩy các cái tinh quân tốt tốt lên, thì cho nên là nó sẽ ảnh hưởng nhiều việc khác tốt hơn. Thiên can và địa chi thì ảnh hưởng cho gia đạo và công việc làm ăn, mà cái này thì tháng này không xung công hình hại gì hết, thì em cũng hy vọng rằng tháng này là một tháng tốt. Mà xét về tử vi thì nó tốt thật, không có gì ảnh hại hết, mà còn được tương sinh về mạng, cho nên tháng này là tháng tốt đối với các chị. Tháng 2 của năm 2018 âm lịch là tháng Ất Mão, tháng Thủy luôn. Chúng ta như trên, thủy sinh mộc tốt, tương sinh là tốt. Thiên can Ất Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Sửu Mão cũng vậy, tự do hòa bình, không hình hại, không có gì với nhau hết. Cho nên là tháng này cũng êm ả nhẹ nhàng, thậm chí là có một chút may mắn về 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 bổn mệnh, sức khỏe mình tốt, bổn mạng mình tốt, giống như tháng 1. Như vậy là tháng 1, tháng 2 là hai tháng rất là ok, được mệnh tương sinh. Thấy không? Thiên can và địa chi của hai tháng này cũng không hình hại, không gì nhau hết. Như vậy là rất tốt cho các chị. Khởi đầu một cái năm mới với cái sao kế đô mà có hai cái tháng êm đềm như vậy thì cũng là một điều rất là ok. Tại vì khởi đầu năm mà gặp chuyện mà bức trắc rồi là khó làm ăn, mình sẽ bị nhát. Còn nhưng mà năm nay vô mình thấy nhẹ nhàng, mọi việc nó cứ êm êm, nó chạy thôi, tốt quá, thấy không? Xe này đang chạy trên đồng bằng ha, xe bổn mạng của các chị đang chạy trên đồng bằng thì quá tốt rồi. Rồi tháng thứ ba tức là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng thổ, thì mệnh của chúng ta là mộc khắc thổ, bản mệnh bị tương khắc xấu ha. Thiên can Quý Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tài chủ. Thìn với Sửu là Thìn Tuất Sửu, thằng Thìn với Sửu là nhóm tự hành, Thìn Tuất Sửu Mùi là thuộc trong nhóm tứ hành xung, không tốt cho gia đạo. Như vậy thì trải qua hai cái tháng, tháng 1, tháng 2 êm đềm thì tháng 3, tháng Bính Thìn này không có êm đềm như vậy nữa. Thì bản mệnh của chúng ta là mộc khắc thổ, cho nên là cái chữ chúng ta khắc tháng, bản mệnh chúng ta khắc tháng, cho nên là chúng ta có thể bị bệnh đó, bị ấy, nhưng mà cái này nó rất nhẹ nhàng, hoặc là tai nạn, hoặc là va quệt gì đó về thương tật do cái hạn thiên tinh cũng như là vận niên xấu nó gây ra, nhưng mà không quá quá nặng. Từ vì dù gì nữa là bản bổn mệnh chúng ta bị tương khắc, trừ những người sinh vào ngày quá xấu thì mình không nói nha. Thiên can thì cũng vậy, Quý Bính không xung không hại gì hết thì nó cũng sẽ giống như tháng 1, tháng 2, công việc không bị ảnh hưởng nhiều. Thìn Tuất Sửu Mùi thì Thìn với Sửu thì nó cách con Tuất rồi, trong tứ hành xung nó cách con Tuất rồi, cho nên là cái sự xung khắc của nó nha cũng nhẹ nhàng, cho nên là tháng này gia đạo nó cũng có chút xung khắc, có gì đó không được hài hòa, không được êm ả, nhưng mà vẫn đối với các chị thì cũng không quá lớn gì, tháng này một cái trục trặc nhỏ thôi, không không ảnh hưởng gì nhóm nhiều. Tiếp tục đến tháng thứ tư, tháng này là tháng Đinh Tỵ, tháng này là tháng Thổ, thì cũng chúng ta mộc khắc thổ cũng giống như trên, bản mệnh bị tương khắc xấu, có thể bệnh hoạn vài viên thuốc hết ha. Quý nó khắc với đinh, chữ quý của Quý Sửu nó khắc chữ đinh của đinh đinh tỵ này, cho là gọi là thiên can tương khắc, rắc rối va vấp nhưng mà nhẹ. Tuy nhiên địa chi thì thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, chúng ta bị tương khắc về 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 thiên can, nhưng mà địa chi chúng ta có ấy, cũng gần giống như tháng tháng 3. Thì tháng đinh tỵ thì mộc khắc thổ thì bản mệnh như đã nói thì nó sẽ yếu đi, nó cũng sẽ có va vấp, cũng có sổ mũi, nhức đầu sơ sơ, không đến nỗi nào, cũng một vài viên thuốc hết. Quý nó khắc đinh thì chữ quý của chúng ta nó khắc chữ đinh, thì như đã nói thì nếu nó có tạo ra việc, nó có những cái việc xấu ngăn trở, hoặc là bị người này người kia đâm chọc hay là tranh chấp gì đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua nó, tại vì chúng ta khắc nó chứ không phải nó khắc chúng ta, nó khắc chúng ta thì mới là ra rắc rối nhiều điều, nhưng nó cũng đem lại những cái việc phiền toái nhất định. Tuy nhiên có địa chi tam hợp tỵ dậu sửu thì mình hay nói là tam hợp hóa tam tai, tức là hóa giải được cả tam tai luôn, thì nó có sự tam hợp này thì gia đạo nó sẽ ổn định mọi thứ, thì giống như là cái chỗ mình có ra ngoài chiến đấu bao nhiêu đi nữa, cái chỗ dựa lớn nhất của một người đàn bà vẫn là cái gia đình. Mà tháng này là tháng tam hợp của địa chi thì gia đình rất tốt,
mọi thứ rất tốt, nó sẽ là một cái động lực, một cái bệ đỡ để mà các chị vượt qua cái sự xung khắc mà của công việc nó mang lại. À, cho nên là cũng không có gì. À, rồi tiếp đến đó là tháng 5. Tháng này là tháng mà hồi nãy ở trên cả năm mình có nói là tháng hỏa nhiều, hỏa vượng. Tự nhiên phải sao? Tháng 5 tháng mộc ngọ này, tháng này là tháng hỏa. À, thì mộc sinh hỏa tức là sinh xuất. Năm nay năm hỏa nhiều rồi, gặp tháng hỏa nữa là mộc mình bao nhiêu cho đủ cho nó cháy ha. À, sinh xuất bổ mạng thì yếu không tốt. Thiên can thì thuộc là ngũ hợp, mậu hợp quý, đây là sự hợp đa lễ, chủ về cái chữ lễ. À, tốt. Sửu với ngọ, à, thì thuộc nhóm tương hại. Hai con này là hai con giống như mà nuôi, mình cứ tưởng tượng hai con mà nuôi trong chuồng với nhau, mình cũng dành cỏ nó ăn ha, cho nên nhóm tương hại. À, tương hại ở đây là gì? Là được hiểu là sự cản trở lẫn nhau trong công việc, trong gia đình, à, trong gia đạo. Thì bước qua cái tháng kia, tháng tư có va vấp một chút về công việc. Thì tháng 5 của chúng ta thì có ngũ hợp thì công việc nó đã được ổn định. Tháng kia mình có cái sự hỗ trợ của gia đình thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của công việc. Tháng 5 có ngũ hợp thì nó sẽ hợp về cái chữ lễ nghĩa mọi thứ, sanh ra có thể là tháng này là tốt cho công việc. Tuy nhiên là tháng này là tháng sinh xuất mộc sinh hỏa, mà bổ mạng mà mình sinh ra mình bị yếu đi, mà yếu đi thì giống như mình nói là mình bị yếu đi thì cái giống như đèn dầu bị yếu đi thì nó sẽ tối lại, mà tối lại thì cái tinh quân kia nó cũng sẽ, các tinh quân tốt nó cũng bị thu hẹp cái khả năng phát huy của nó, và thế là nó sẽ bị cái lô rồi là mọi thứ kia tương khắc nó sẽ đè mình, sẽ tạo rất là nhiều khó khăn. Cho nên là có tốt đi nữa thì tháng này cũng nên cẩn thận mọi điều. À, địa chi thì sửu với lại ngọ là thuộc nhóm tương hại nữa, cho nên tháng này mà nói xét chung thì các chị cũng phải nên cẩn thận, vì đây là một cái tháng hỏa nhiều quá, làm cho các chị sẽ có nhiều cái điều mà rắc rối. Tuy nhiên nó cũng không quá nặng, để ý đề phòng thì vẫn có thể vượt qua được, chứ không có gì, dù gì nữa sinh xuất thôi, chứ không phải là bị mà tương khắc luôn ha, bị mạng của mình là bị người ta khắc, ví dụ giống như mộc và mình bị kim nó khắc là đuối liền. Nếu mà mình gặp tháng kim mà như thêm mà mấy cái xung khắc nữa là chết là liền, đúng không? Tuy nhiên cái tháng 6 tiếp theo là tháng 6, tháng kỷ mùi, tháng này cũng là tháng hỏa, nhưng tháng này các chị cần đặc biệt cẩn thận cho cả năm, chứ không phải là 6 tháng đầu năm này. Vì tháng này như thế nào để mà sao? Mộc sinh hỏa là mệnh, là sinh xuất, bổ mạng của mình bị yếu không tốt, giống như cái đèn dầu mà nó bị hết dầu à, nó cháy hết lại. Thiên can á, cái chữ kỷ của tháng tức là kỷ của kỷ mùi, nó khắc chữ quý sửu của chúng ta, mà bị tương khắc á, rất xấu cho công việc và giao tế, đặc biệt cẩn thận cái vụ giấy tờ ha. Địa chi thìn tuất sửu mùi, sửu với mùi là lục xung. À, lục xung là sự mô tả đối chọi nhau, chống đối nhau. À, cho nên là rõ ràng chúng ta không thấy là cái tử vi của tháng này nó quá xấu, quá tệ đó, mà em phân tích rồi các chị thấy đó, đúng không? À, sinh xuất thì bổ mạng yếu, là tinh quân tốt đã không được phát huy tác dụng, tinh quân xấu nó phát huy cái tác dụng. Kỷ nó khắc quý, đó là cái tháng nó khắc cái thiên can của chúng ta, thì công việc nó gặp va vấp rất là nhiều thứ ở trong này, chứ không phải đơn giản. Địa chi thì thuộc nhóm lục xung nữa, thì cho nên là nó sẽ tạo rất nhiều điều khó khăn cho các chị, cho nên các chị đặc biệt cẩn thận trong tháng này ha. Ở những video clip khác thì em không làm kỹ, em không nói chi tiết vậy, tại vì họ là những sao ngôi sao tốt, đúng không? Nhưng mà chị, các chị, cái này tại sao em nói dài hơn mà nói kỹ hơn là lý do thì nó xấu thật sự, là sao kế đô và vận hạn vận niên thì nó rất là xấu, nhưng mà xét ở bên trong thì nó có tinh quân tốt thôi. Cho nên là đặc biệt cẩn thận, chứ không phải là 50-50 lắm, mình chưa được mà em muốn ăn trái sầu riêng thì phải tách ra, chứ đâu có phải mà chụp vô ăn được liền là nó đứt tay. Cho nên là các chị phải cẩn thận giùm em ha. Đặc biệt là tháng này các chị phải cẩn thận cả về sức khỏe nè, vì bổ mạng sinh xuất nè, công việc làm ăn thì bị kỷ khắc quý nè,
đúng không? Gia đạo thì sủ mùi là lục xung, cho nên là tháng này chủ rất là nhiều khó khăn. Các chị cần đặc biệt chú trọng ở tháng này, không làm việc gì lớn, an phận thủ thường ở nhà nhịn nhục chồng con ha. Ra đường thì không nên đi xa, tất cả mọi thứ đều phải cẩn thận trong tháng này. Nếu không, các chị có việc gì thì đừng nói tại sao không nghe lời em chia sẻ, thì em đã phân tích cho các chị thấy rõ ràng rồi ha. Rồi, trên đây là cái thông tin em có thể gọi là tổng hợp được từ cái tử vi năm 2018 năm Mậu Tuất, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các chị, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Video đến đây là cũng đã hoàn thành. Các chị nếu như thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ, cộng với lại comment những cái tuổi của mình ở bên dưới để em có thể giúp đỡ nhiều hơn. Ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi các tuổi, có thể là tuổi của các anh, các chị, các bạn, các em, cũng như là gia đình, người thân của mình, để có được cái thông tin cần thiết trong cương nhu làm ăn của năm Mậu Tuất 2018. Một năm có thể nói là khá lạ để mà có tiền tài nè, có xe cộ và có nhà lầu xe hơi ha. Rất vui và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.